À, xin chào các anh chị à, sinh viên và các anh chị học viên chúng ta tiếp tục à, chương trình của môn học luật hành chính ở Việt Nam à, tiếp tục với bài học có tên gọi là các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thì à, bài học trước anh chị chúng ta đã được giới thiệu à, khái quát về các biện pháp cưỡng chế hành chính thì chúng ta biết rằng các biện pháp cưỡng chế hành chính là các biện pháp có tính chất bắt buộc à, do nhà nước à, áp dụng đối với cá nhân tổ chức à, để thực hiện các mục đích quản lý của nhà nước trong những tình huống nhất định. thì à, các biện pháp cưỡng chế hành chính như chúng ta đã được giới thiệu à, được bao gồm bốn nhóm biện pháp cơ bản. thứ nhất là các biện pháp phòng ngừa hành chính. thứ hai là các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. thứ ba là các biện pháp trách nhiệm hành chính và thứ tư là các biện pháp xử lý hành chính. À, đối với biện pháp thứ nhất, các biện pháp phòng ngừa hành chính, thì à, chúng ta đã được giới thiệu trong bài học trước và bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhóm biện pháp cưỡng chế thứ hai, đó là các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. À, trước khi đi vào nội dung của bài học, à, tôi xin phép được giới thiệu à, một số tài liệu tham khảo để chúng ta có thể học tốt cái bài học này. À, các tài liệu thứ nhất đó là à, giáo trình. thì anh chị chúng ta có thể nghiên cứu nội dung bài học ở trong giáo trình luật hành chính à, do trường đại học luật thành phố hồ chí minh à, xuất bản vào năm 2017. bên cạnh đó anh chị à, còn có thể tham khảo ở hai cuốn giáo trình. À, cuốn giáo trình thứ nhất đó là giáo trình luật hành chính của trường đại học luật hà nội. À, xuất bản vào năm 2011. Và cuốn giáo trình thứ hai đó là giáo trình luật hành chính à của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cụ Việt xuất bản vào năm 2013. Và bên cạnh anh chị chúng ta ôn tập hệ thống nội dung của bài học một cách hiệu quả, à tôi xin phép được giới thiệu một cuốn tài liệu tiếp theo. Đó là cuốn Luật hành chính Việt Nam, những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống do Tổ bộ môn Luật hành chính à xuất bản vào năm 2019. Đây là tài liệu giúp các anh chị chúng ta ôn tập hệ thống lại nội dung bài học bằng việc chúng ta thực hành các bài tập dưới dạng các câu hỏi nhận định đúng sai, các câu hỏi trắc nghiệm ABCD và các bài tập tình huống. Chúng ta cần phải tham khảo để có thể học tốt nội dung của bài học này, đó chính là chúng ta nghiên cứu các văn bản pháp luật. Thứ nhất, chúng ta nghiên cứu luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các quy định, về các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Văn bản tiếp theo chúng ta cần nghiên cứu đó là nghị định số 81 năm 2013 sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 97 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Các văn bản thứ 3 cần nghiên cứu đó là nghị định số 112 năm 2013 quy định về hình thức xử phạt trục xuất biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý nước người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất. Thì nghị định này đã được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 17 năm 2016. Thì đây là một nghị định chuyên ngành của chính phủ à, để hướng dẫn chi tiết các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính về một số các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. À, ngoài ra, để giúp các anh chị chúng ta Thêm nhiều kiến thức ban tính chất chuyên sâu về nội dung của bài học, thì tôi xin phép được giới thiệu một số các bài viết tạp chí chuyên ngành. À, thứ nhất, đó là bài viết Biện pháp ngăn chặn trong luật hành chính Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Thùy Dung, đăng trên tạp chí Toán Nhân dân số 2 năm 2017. À, cái bài viết thứ hai là Hoàn thiện à, pháp luật về các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của tác giả Trương Thị Phương Lan. Đăng trên tạp chí nghiên cứu lập pháp số 20 năm 2011 Ngoài ra còn có một cái bài viết đó là Bài viết hoàn thiện các biện pháp ngăn chặn Và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính Trong luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 Theo tinh thần công ước của Liên Hiệp Quốc Về chống tra tấn và các hình thức đối xử Hoặc trùng phạt tàn bạo à, Vô nhân đạo Hoặc hạ nhục con người Của tác giả Cao Vũ Minh đăng trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11 năm 2015. Thì đó là một số các tài liệu các anh chị chúng ta cần có để chúng ta có thể học tốt cái bài học. À, sau đây chúng ta đi vào nội dung của bài học. Thì nội dung bài học bao gồm hai phần lớn. À, phần thứ nhất, chúng ta nghiên cứu khái quát về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cụ thể được quy định trong pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hiện nay. Đầu tiên nhất, khái quát về biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Chúng ta nghiên cứu nội dung đầu tiên, đó là khái niệm. Thì hiện nay khoa học luật hành chính à, cũng như luật xử lý vi phạm hành chính đưa ra khái niệm về các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đó là các biện pháp được áp dụng để nhằm mục đích ngăn chặn, dập tắt ngay những vi phạm pháp luật, bảo đảm cho việc xử phạt hoặc vì lý do an ninh quốc phòng, vì lợi ích công cộng. Vậy thì dựa vào khái niệm này, chúng ta có thể thấy đặc trưng của các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là nó được áp dụng để ngăn chặn, dập tắt ngay các vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm hành chính. Để ngăn chặn người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm, để hạn chế những hậu quả lớn hơn có thể gây ra cho xã hội. Và các biện pháp này còn được áp dụng để hướng đến một cái mục đích đó là đảm bảo cho việc xử phạt vi phạm hành chính. À, nghĩa là khi cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, thì để bảo đảm cho việc xử phạt được thực hiện một cách hiệu quả trên thực tế, thì người có thẩm quyền trong những tình huống nhất định có thể được áp dụng các biện pháp. À, ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm rằng quyết định xử phạt sẽ được cá nhân tổ chức vi phạm thực hiện nghiêm túc trên thực tế. Ngoài ra, các biện pháp này còn được áp dụng à, trong những tình huống nhất định vì lý do an ninh quốc phòng, vì lợi ích công cộng. Vậy thì dựa vào khái niệm này, chúng ta có thể phân biệt được à, các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Với cái nhóm biện pháp đầu tiên chúng ta đã nghiên cứu đó là các biện pháp phòng ngừa hành chính. Nếu như các biện pháp phòng ngừa hành chính được áp dụng với mục đích chính là phòng ngừa à, phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra hoặc phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra đối với cá nhân tổ chức và xã hội à, tức là có thể được áp dụng ngay cả khi không có vi phạm pháp luật xảy ra thì đối với các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thì được áp dụng để nhằm mục đích chính ngăn chặn dập tắt các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm cho việc xử phạt được thi hành một cách hiệu quả cũng như vì lý do an ninh quốc phòng vì lợi ích công cộng À, đó là nội dung liên quan đến khái niệm về biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính à, chúng ta sang cái nội dung tiếp theo đó là các nguyên tắc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính à, để bảo đảm rằng à, việc áp dụng các biện pháp này à, đạt được mục đích quản lý của nhà nước à, để duy trì trật tự an toàn xã hội đồng thời bảo vệ quyền và lấy hợp pháp của cá nhân tổ chức à, khi bị áp dụng các biện pháp này thì pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính quy định rất rõ à, nguyên tắc áp dụng và khi áp dụng các biện pháp này đòi hỏi người có thẩm quyền à, phải tuyệt đối tuân thủ để bảo đảm các mục đích của việc áp dụng các biện pháp này thì hiện nay pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính à, quy định à, một số nguyên tắc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính sau đây à, nguyên tắc thứ nhất đó là khi áp dụng các biện pháp này người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Lát nữa khi chúng ta nghiên cứu và nội dung thứ hai về các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cụ thể, chúng ta sẽ thấy được rằng là luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định rất cụ thể, rõ ràng và chi tiết các điều kiện để áp dụng các biện pháp này, cũng như thẩm quyền, trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp này để bảo đảm rằng việc áp dụng các biện pháp này đạt được mục đích quản lý của nhà nước và hạn chế tình trạng người có thẩm quyền à, tùy tiện lạm dụng áp dụng các biện pháp này à, để gây ra những thiệt hại nhất định đến hoạt động quản lý nhà nước cũng như quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức bị áp dụng. Nguyên tắc thứ hai đó là chỉ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong những trường hợp cần thiết. Điều đó có nghĩa rằng là À, việc áp dụng các biện pháp này à, có thể gây ra những à, tác động à, nhất định đến cá nhân tổ chức bị áp dụng. do vậy, à, luật xử lý vi phạm hành chính quy định à, chỉ được áp dụng các biện pháp này trong những trường hợp thật sự cần thiết để đáp ứng mục đích của nhà nước à, liên quan đến việc ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật, à, đồng thời để hạn chế à, cái việc xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức bị áp dụng. do vậy À, luật xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ cho phép áp dụng trong trường hợp thật sự cần thiết mà thôi. Thứ ba, đó là người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. À, thì chúng ta biết rằng à, biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cũng như các biện pháp cường chế hành chính à, là các biện pháp à, có tính chất cường chế bắt buộc đối với cá nhân tổ chức à, bị áp dụng và nó có khả năng gây ra những tác động tiêu cực đến các quyền lễ đạo pháp của họ về mặt nhân thân hoặc là tài sản do vậy khi áp dụng các biện pháp này thì pháp luật bên cạnh trao cái thẩm quyền áp dụng cho những người có thẩm quyền thì cũng ràng buộc trách nhiệm đối với họ khi quyết định áp dụng các biện pháp này để hạn chế tình trạng những người có thẩm quyền có sự lạm dụng tùy tiện trong quá trình áp dụng để gây ra những thiệt hại nhất định cho các cá nhân tổ chức. À, do đó, à, Luật xử lý vi phạm hành chính là quy định cái nguyên tắc này rất rõ ràng. Và nguyên tắc thứ tư à, để áp dụng các biện pháp này, đó là việc sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính à, phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. À, khi nghiên cứu về các biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cụ thể thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong những à, tình huống nhất định để có thể áp dụng các biện pháp này thì người có thẩm quyền và các lực lượng chức năng hỗ trợ à, trong những tình huống nhất định sẽ cần đến à, việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để có thể thực hiện áp dụng các biện pháp này một cách hiệu quả à, trước cái sự phản kháng, à, chống cự của cá nhân tổ chức trong những tình huống nhất định. À, cho nên là À, cần thiết phải sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ để áp dụng các biện pháp này được hiệu quả hơn à, Tuy nhiên để hạn chế cái việc sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ à, một cách à tùy tiện à, để áp dụng thì pháp luật cũng quy định người có thẩm quyền những người được trang bị sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ chỉ được sử dụng các cái vật dụng này trong những tình huống nhất định theo quy định của pháp luật À, để bảo đảm rằng việc sử dụng nó đạt được mục đích à, mà pháp luật đã đề ra. Thì đó là các nguyên tắc mà Luật xử lý vi phạm hành chính quy định à, khi chúng ta áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. À, tiếp sau đây chúng ta bước sang cái nội dung thứ hai của bài học, đó là chúng ta nghiên cứu về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cụ thể thì hiện nay luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 à, quy định 9 biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính sau đây à, biện pháp thứ nhất đó là tạm giữ người theo thủ tục hành chính biện pháp thứ hai đó là áp giải người vi phạm biện pháp thứ ba đó là tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính biện pháp thứ tư đó là khám người theo thủ tục hành chính, biện pháp thứ năm khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, biện pháp thứ sáu đó là khám nơi cất giấu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp thứ bảy đó là quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất, biện pháp thứ tám đó là giao cho gia đình tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính này. Và biện pháp thứ 9 đó là truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp các đối tượng bị áp dụng, à, bỏ trốn. Hiện nay, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định 9 biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính à, mà tôi vừa nêu. Sau đây chúng ta đi vào nghiên cứu biện pháp đầu tiên có tên gọi là tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu về các trường hợp mà luật quy định người có thẩm quyền được phép tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Thì hiện nay cái biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính được quy định tại điều số 122, điều số 123 của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. À, trong đó có quy định rõ biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp à, cần ngăn chặn đình chỉ ngay những hành vi à, sau đây hành vi thứ nhất đó là gây rối trật tự công cộng hành vi thứ hai đó là gây thương tích cho người khác và hành vi thứ ba à, được bổ sung trong luật hải quan năm 2014 đó là biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính được áp dụng khi người có thẩm quyền À, có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. À, điều đó có nghĩa rằng là hiện nay à, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính chỉ cho phép áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, trong ba trường hợp à, mà tôi vừa nêu. À, do vậy à, khi áp dụng biện pháp này trên thực tế người có thẩm quyền à, phải xác định à, những cái đối tượng mà có khả năng bị áp dụng biện pháp này thì có rơi vào ba trường hợp mà luật đã quy định hay không à, ngoài ba trường hợp này thì người có thẩm quyền à, không được áp dụng cái biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, do vậy nếu như có câu nhận định rằng à, người có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi cá nhân à, thực hiện à, vi phạm hành chính à, trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thì đây là nhận định sai bởi vì như tôi đã trình bày chỉ được áp dụng biện pháp này à, trong ba trường hợp à, mà thôi Tiếp theo đó là liên quan đến à, thủ tục tạm giữ người theo thủ tục hành chính Thì hiện nay luật xử lý vi phạm hành chính quy định là trong mọi trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, thì đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản Điều đó có nghĩa rằng là trước khi áp dụng biện pháp này người có thẩm quyền à, phải ra quyết định tạm giữ người thì mới được tiến hành áp dụng cái biện pháp tạm giữ người. À, do vậy, à, nếu như trong thực tế có trường hợp mà áp dụng biện pháp tạm giữ người nhưng không có quyết định của người có thẩm quyền, à, thì việc áp dụng đó là không đáp ứng điều kiện à, theo quy định của pháp luật. Và đây cũng là một cái điểm khác biệt giữa biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính với các cái biện pháp à, ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính khác à, như là biện pháp khám người, à, khám đồ vật phương tiện vận tải vân vân lát nữa. À, tôi sẽ trình bày đến các anh chị. Cú về thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Thì chúng ta biết rằng cái biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính là một biện pháp có tính chất hạn chế quyền của cái đối tượng bị áp dụng. À, khi áp dụng cái biện pháp này, cái người bị áp dụng có thể bị hạn chế cái quyền tự do đi lại à, trong một cái thời hạn nhất định. À, do vậy, để bảo đảm rằng việc áp dụng biện pháp này À, tuân thủ cái tính hợp pháp và không xâm phạm đến cái quyền lợi hợp pháp của người bị áp dụng thì luật xử lý vi phạm hành chính quy định rất rõ ràng à, thời hạn tạm giữ thì trường hợp đầu tiên đó là à, không được tạm giữ người quá 12 giờ đó là trong trường hợp bình thường và trong trường hợp cần thiết thì người có thẩm quyền à, có thể kéo dài thời gian tạm giữ người à, nhưng không được quá 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm và bên cạnh đó thì còn có cái trường hợp đặc biệt đó là đối với người vi phạm quy chế biên giới hoặc vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh hải đảo thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm vì để có thể áp dụng cái thời hạn tạm giữ là không quá 48 giờ thì chúng ta phải xác định à, cái người vi phạm họ phải rơi vào trường hợp đó là được áp dụng cái quy chế biên giới hoặc là họ thực hiện vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh hải đảo luật xử lý vi phạm hành chính còn dự phòng một cái trường hợp đặc biệt đó là đối với người bị tạm giữ trên tàu bay tàu biển thì có thể tạm giữ người với thời gian dài hơn so với những cái mốc thời gian mà tôi đã trình bày tuy nhiên là sau khi mà tàu bay tàu biển cập cảng thì người đã tiến hành tạm giữ người phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi tàu bay đến sân bay hoặc là tàu biển cập cảng à, vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là luật xử lý vi phạm hành chính quy định rất rõ ràng à, các cái mốc thời gian mà người có thẩm quyền có thể áp dụng cái biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính vậy thì như tôi vừa trình bày à, nếu như có câu nhận định rằng thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, tối đa là 48 giờ à, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm. Thì đây là một nhận định sai, à, bởi vì rằng là đối với cái trường hợp đặc biệt là tạm giữ người trên tàu bay, tàu biển thì do cái sự đặc thù à, về thời gian à, di chuyển của các cái phương tiện này, à, cho nên à, cái thời gian tạm giữ người có thể kéo dài hơn so với 48 giờ à, mà tôi vừa trình bày cho nên các anh chị học viên cũng như sinh viên chúng ta lưu ý về cái trường hợp này để chúng ta xác định rằng cái thời gian tạm giữ người trong thực tế cho nó chính xác nghiên cứu về nội dung đó là thông báo về việc tạm giữ người thì hiện nay luật xử lý vi phạm hành chính quy định cái thủ tục thông báo về việc tạm giữ người được áp dụng khi có yêu cầu của người bị tạm giữ thì người ra quyết định tạm giữ người phải thông báo cho gia đình hoặc là tổ chức nơi người đó làm việc hoặc là học tập biết để à, bảo đảm rằng à, cái quyền lợi hợp pháp của họ. À, và đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính vào ban đêm hoặc là giữ người à, trên 6 giờ à, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của họ biết về việc tạm giữ người để à, có thể thông tin về cái việc áp dụng biện pháp này đến à, cha mẹ người giám hộ của họ để có thể à, biết được à, về cái việc tạm giữ người đối với họ cũng như à, có thể bảo vệ các cái quyền lợi hợp pháp của họ khi bị áp dụng cái biện pháp này. chúng Ta nghiên cứu về biện pháp này đó là về nơi tạm giữ. Thì hiện nay à, pháp luật quy định cái nơi mà à, người có thẩm quyền có thể tạm giữ người thì có những cái à, nơi sau đây thứ nhất nơi tạm giữ người có thể là nhà tạm giữ hành chính hoặc là buồng tạm giữ hành chính à, được bố trí tại trụ sở của cơ quan đơn vị nơi làm việc của người à, có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ à, cái nơi thứ hai là trường hợp mà không có nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chính thì cái việc tạm giữ người có thể được à, áp dụng à, tại cái phòng trực ban hoặc là cái phòng khác à, tại nơi làm việc à, của cái người À, đã ra quyết định áp dụng biện pháp tạm giữ người nhưng phải bảo đảm à, các cái quy định chung à, theo quy định của pháp luật à, và một cái nơi tạm giữ đặc biệt thứ ba đó là đối với trường hợp tạm giữ người ở trên tàu bay tàu biển tàu hỏa à, khi đã rời sân bay bến cảng nhà ga thì tùy theo điều kiện và đối tượng vi phạm cụ thể thì người chỉ huy tàu bay à, thuyền trưởng à, trưởng tàu à, đã ra quyết định tạm giữ thì có quyền quyết định cái nơi tạm giữ và phân công người thực hiện việc tạm giữ đối với cái người bị áp dụng cái biện pháp này cho nên anh chị chúng ta lưu ý nắm rõ cái nội dung này để chúng ta biết được cái nơi mà tạm giữ người chúng ta nghiên cứu về cái biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đó là thẩm quyền tạm giữ người thì hiện nay luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 À, quy định cái thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính à tại điều 123. À thì điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định rất rõ ràng và chi tiết các chức danh à, có thẩm quyền quyết định tạm giữ người à theo thủ tục hành chính. À, thì tôi có thể nêu ra à một số các chức danh à để cho anh chị chúng ta có thể à biết được. Còn à, số lượng các chức danh cụ thể chúng ta à, vui lòng à, đọc nội dung của điều 123 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Đấy, chức danh thứ nhất đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, trưởng Công an phường. À, thì đầu tiên đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thì chúng ta biết rằng là à, Ủy ban Nhân dân ở cấp chính quyền địa phương thì có 3 cấp: à, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên đối với biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, thì anh chị à, chú ý giúp tôi thẩm quyền áp dụng biện pháp này chỉ thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã mà thôi điều đó có nghĩa là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh tuy là cấp trên trong quan hệ hành chính đối với chủ tịch ủy ban nhân cấp xã, nhưng lại không có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính. cái chủ thể có thẩm quyền tiếp theo đó là trưởng công an phường. thì anh chị chúng ta lưu ý cái trường hợp này bởi vì hiện nay xét về cấp đơn vị hành chính cấp xã thì chúng ta có xã, phường và thị trấn và ở tại các đơn vị hành chính này thì đều bố trí lực lượng công an à, tuy nhiên đối với cái thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính thì luật chỉ trao cho chức danh trưởng công an phường điều đó có nghĩa là trưởng công an xã trưởng công an thị trấn tuy à, cung cấp đơn vị hành chính đó là cấp xã à, nhưng lại không có thẩm quyền tạm giữ người à, theo thủ tục hành chính à, anh chị chúng ta lưu ý cái trường hợp này rồi chức danh tiếp theo có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính đó là trưởng công an cấp huyện rồi có trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội à, trưởng phòng cảnh sát trật tự trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt à, trưởng phòng cảnh sát đường thủy trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội à, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an cấp tỉnh trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thì đây là các chức danh thuộc lực lượng công an nhân dân à, tuy nhiên anh chị em chúng ta lưu ý rằng à, do luật xử lý vi phạm hành chính được ban hành vào năm 2012 à, và đến nay thì à, lực lượng à, công an đã có à, những cái thay đổi nhất định à, về cái việc là tổ chức bộ máy à, do vậy là một số những cái chức danh trong trường hợp này à, có thể đã à, à, không còn ở trên thực tế hoặc là có thể đã được sắp nhập và thay đổi về mặt tên gọi À, chẳng hạn như đối với à, à, lực lượng là cảnh sát giao thông đường bộ à, và cảnh sát giao thông à, à, đường thủy à, thì hiện nay à, bộ công an đã sắp nhập thành là là cục cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông phụ trách cả hai cái lĩnh vực này cho nên hiện nay chúng ta chỉ có chức danh là trưởng phòng cảnh sát giao thông mà thôi à, không còn từ cái chức danh cụ thể như thế này nữa à, bên cạnh đó thì à, À, có chức danh là thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động à, từ cấp đại đội trở lên, trạm trưởng trạm công an cửa khẩu cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. rồi chức danh hạt trưởng hạt kiểm lâm, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động, à, chức danh chi cục trưởng chi cục hải quan, đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, à, hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển thuộc thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan rồi đội trưởng đội quản lý thị trường, à, chỉ huy trưởng tiểu khu biên phòng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng, à, chỉ huy trưởng hải đoàn biên phòng, chỉ huy trưởng hải đội biên phòng, trưởng đồn biên phòng, thủ trưởng đơn vị bộ đội biên phòng đóng ở biên giới hải đảo, à, rồi hải đội trưởng hải đội cảnh sát biển, hải đoàn trưởng hải đoàn cảnh sát biển, à, chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển, à, hoặc là người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu khi tàu bay, tàu biển, à, tàu hỏa đã rời sân bay bên cả nhà ga, hoặc là thẩm phán là chủ tọa phiên tòa. Thì đây là các chức danh à, được quy định tại khoản 1 điều 123 luật xử lý vi phạm hành chính, à, thì quy định về cái thẩm quyền à, tạm giữ người à, theo thủ tục hành chính. À, một nội dung nữa mà các anh chị chúng ta cần lưu ý đó là à, mặc dù là luật xử lý vi phạm hành chính quy định À, chi tiết các chức danh à, cấp trưởng à, hoặc cái cái chức danh à, cụ thể có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, nhưng trong những cái tình huống nhất định để à, đáp ứng cái nhu cầu quản lý nhà nước thì luật xử lý vi phạm hành chính còn quy định một cái trường hợp đặc biệt đó là những người có thẩm quyền tạm giữ người à, từ điểm a đến điểm y à, của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trừ cái chức danh là thẩm phán chủ tọa phiên tòa À, cũng như là chức danh là người chỉ huy tàu bay thuyền trưởng trưởng tàu à, thì có thể thực hiện cái việc giao quyền cho cấp phó của mình để áp dụng cái biện pháp à, tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, tuy nhiên anh chị em chúng ta lưu ý rằng à, cái việc giao quyền cho cấp phó được áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được à, thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt mà thôi và cái việc giao quyền à, phải được thể hiện bằng văn bản và hiện nay thể thức của cái văn bản giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, thì thống nhất à, với hình thức đó là quyết định giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính và trong nội dung của cái quyết định giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính này thì người cấp trưởng à, phải xác định rõ phạm vi nội dung và thời hạn được giao quyền à, khi tạm giữ người theo thủ tục hành chính và khi được giao quyền thì cái người cấp phó được giao quyền khi áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật và cái người cấp phó được giao quyền thì không được giao quyền ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện cái việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính à, thì đó là các nội dung liên quan đến cái biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đầu tiên đó là tạm giữ người theo thủ tục hành chính